Xin chào mọi người nhé. Mọi người nhìn những cái hình ảnh này thì mọi người nói đây là đâu? Mọi người thử comment bên dưới dự đoán xem địa điểm này nằm ở đâu nhé. Đây là một cái địa điểm đang khá là hot tại trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nhìn cái khung cảnh này rất là đẹp mọi người. Nhìn không thua kém gì những cái đồi thông ở trên Đà Lạt đâu. Một cái nét hoang sơ khá là tuyệt vời luôn đúng mọi người. Đó, đây là cái địa điểm mà đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến chụp hình check-in sống ảo tại Bảo Lộc. Bảo Lộc là một thành phố cũng khá là nhỏ thôi mọi người.